lô xe Mitsubishi Fox đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam, sẽ sớm được giao đến tay khách hàng Việt. Việt Nam chính là thị trường đầu tiên nhận những chiếc Mitsubishi Fox lắp ráp tại Indonesia. Mới đây, nhà máy của Mitsubishi ở Indonesia đã chính thức xuất khẩu lô xe Fox đầu tiên. Việt Nam chính là thị trường đầu tiên nhận những chiếc SUV cỡ B lắp ráp tại Indonesia này. Sự kiện xuất khẩu được tổ chức tại cảng Tanjung Priok ở phía bắc thủ đô Jakarta, Indonesia. Sau Việt Nam, Mitsubishi Fox sẽ dần được xuất khẩu sang những thị trường khác như Philippines, Nam Á, châu Mỹ Latin, Trung Đông và châu Phi. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường Indonesia và xuất khẩu, hãng Mitsubishi dự định lắp ráp khoảng 20.000 chiếc Fox ở nhà máy tại Indonesia. Mitsubishi lên kế hoạch xuất khẩu mẫu SUV cỡ B này sang khoảng 40 thị trường, tương tự Spander. Mitsubishi Fox đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào hôm 10 tháng 1 năm 2024. Theo kế hoạch, Đến tháng 3 năm nay, những chiếc xe này mới được bàn giao cho khách hàng Việt Nam. Mitsubishi Fox tại Việt Nam có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm GLX, Exit, Premium và Ultimate. Giá bán của 3 bản GLX, Exit và Premium mẫu SUV cỡ B này dao động từ 620, 699 triệu đồng trong khi bản Ultimate chưa có giá. Là phiên bản thương mại của XFC Concept đã lần đầu tiên ra mắt trong triển lãm ô tô Việt Nam 2022. Spox được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic siêu quen thuộc của thương hiệu Mitsubishi. Mẫu SUV này sở hữu lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn, cụm đèn hình chữ T, ốp cản trước trên sau khỏe khoắn và những đường dập gân nổi bật. Bản tiêu chuẩn của xe có đèn pha LED nhưng chỉ dùng vành hợp kim 17 in. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ có thêm đèn sương mù LED phía trước, gạt mưa tự động, cốc đóng trên mở điện và vành 18 in. Bên trong mẫu SUV cỡ B này là không gian nội thất 5 chỗ ngồi khá rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2650mm. Nội thất của xe được thiết kế theo chất lý Horizontal Axis, nên mặt táp lô và bảng điều khiển trung tâm đều trải rộng theo phương ngang, tạo cảm giác thoáng đãng hơn. Mitsubishi Fox được trang bị vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 in, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 in, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay trên Android Auto không dây hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium 8 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió dành cho hàng ghế sau, chức năng lọc không khí Nano X, sạc điện thoại không dây, cổng sạc USB Type A trên tay C và đèn viền trang trí nội thất. Đặc biệt, Mitsubishi Fox tại Việt Nam còn có các tính năng an toàn chủ động ADAS, trang bị không có ở xe dành cho thị trường Indonesia. Gói công nghệ Mitsubishi Motor Safety Sensing, MMSS mang đến các tính năng như hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cho xe. Bên cạnh đó là hệ thống Active Zone Control, AIC giúp kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua. Nằm bên dưới nắp capo của Mitsubishi Fox là động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít dùng chung với Spander, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ đi với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Xe có 4 chế độ lái, bao gồm bình thường, đường sỏi đá, đường bùn lầy và đường trơn trượt. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.